Chiều hôm qua, đại diện lãnh đạo hợp tác xã Thân Thiện, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt và công ty trách nhiệm hữu hạn Saturn Chemical Việt Nam đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố. Trung tâm Công tác Xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ hiện đang nuôi dưỡng 98 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cơ nhở, trong đó trên 80% là các cháu mồ côi khuyết tật. Đây là năm thứ hai, hai đơn vị phối hợp thăm và tặng quà trung thu. Ngoài 40 phần quà cho các cháu, Hợp tác xã thân thiện và công ty trách nhiệm hữu hạn Saturn Chemical Việt Nam còn tặng thêm cho trung tâm một số đồ dùng thiết yếu như sữa, tả và tiền mặt tổng trị giá 20 triệu đồng.